Hello nha, chào mình nha, chào quay trở lại với channel của mình nha, chào từ đường phố đến mình nha. Xin chào anh em game tại trên mình nha, từ đường phố các bạn. Ok, quay trở lại đầu video này, trước mặt video cho anh em xem video về. Trước mặt video thì anh em xin một like và đăng ký kênh của channel phát triển nha, cảm ơn rất nhiều. Quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta tiếp hành trình cập nhật quảng cáo sự kiện hạ tầng mới nhất anh em, thông lệ buổi sáng các bạn. Để đi xem này chúng ta có gì hot nhỉ? Chiều nay trưa nay có cốt mới anh em. Trưa nay thì chúng ta có cốt mới rồi. Hôm nay có đảo bánh này, ngon này. Đi qua chơi anh em, đảo bánh luyện tập. Nghe phần bếp rồi anh em. Ok. Ai đã sở hữu nhân phẩm? Gì? Chập chờn lúc có lúc không điểm danh cái ạ. À. Nhân phẩm cũng có nhân phẩm zip và nhân phẩm thát hả? Zát hả? Ác chính cần thì không có, ác phụ không cần thì lại có. Đây là cái câu chuyện lan giải của cái việc chơi game rồi anh em, lúc nào cũng vậy. Chùm nhân phẩm. Cần một kiến Pokemon. Chùm nhân phẩm. Yo. Ấy nhân phẩm về đây này anh em này. Đó, khoe nhân phẩm, khoe những cái này này. Yeah, căng nhờ. Ủa đây vẫn chưa lên sự kiện fan cứng à? Rồi giúp của bao giờ Nami mới lên sự kiện fan cứng này anh em. Ờ này còn cái đấu trường máy tôi chưa đi này. Cái gì? Đánh hết đấu trường đấy à? Quà đánh hết đây đấu trường đấy anh em. Ok kìa. Tí các bạn. Ok anh em. Lát ok kìa sao ngon đấy nhỉ. Ui được của nó anh em. Động lực các bạn. 9-8 kim cương các kiểu luôn anh em. Ngon đấy nhá. Có gì nữa không? Giữa BG Win Gao Xanh thì lên chọn con gì cho nông dân 1 trong 3. BG bạn nhá. Nhân phẩm xin nhạc lại meta lông dân đi. Xin nhắc lại meta lông dân nhà căng nhờ nhà căng ấy. Rách cần nên gì không ạ? Ui dồi, nhân phẩm đây. Nhục học kinh này. Gọi nhân phẩm không ạ? Được, tầm này thì nhân phẩm đâu nữa. Hai kinh này đâu nữa anh em. Kẹt quá. Thôi anh em về game các bạn. Ok anh em về game nào. Đi đấu trường chưa? Quên đảo bánh chưa các bạn? À đảo bánh đi rồi. Kìa đảo bánh đi nhanh thế. Luyện tập thì sao? À còn luyện tập anh em. Để đi nốt rồi, đi nốt thôi anh em. Ok, chị đẹp Zero này chuẩn không đây? Chứ vừa mới ép đồ lên đam cho Zero nên ra chị đẹp Zero đam nữa này căng. Ra đồ đam chị đẹp Zero nữa này căng anh em. Trời ơi, đen. Ok các bạn, trước mắt tôi về nâng mang lại đồ cho Zeru đây anh em. Đây Zeru chứ. Rồi ok các bạn. Luyện tập. Ok. Biết cháu nào mới chuẩn anh em. Tôi mang đại cho mày đi. Ra trận rồi tính tiếp anh em. Rồi vậy không phải cháu này rồi anh em, vậy là cháu kia rồi. Nhìn là biết anh em, nhìn là biết rồi. Cháu kia mới chuẩn quá. Tấn công. Tấn công nào. Xa, tuyệt vời anh em. Có ló luôn các bạn.
Đừng bao giờ đùa với team của tôi anh em. Nướm. Tiếp tục siêu chiến tấn công. Tới nào. Trời, tuyệt vời luôn anh em. Dễ chưa anh em, tuyệt vời. Lượm 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 các bạn, lượm luôn. Tiếp tục. Ây da, tới nào. Được của nó luôn các bạn. Team này bữa đây đánh sạch thế nhờ. Quay chuyển sang mấy cái quả meta mới đánh sạch chơi anh em. Không biết số cuộc thứ 6 tuần này chúng ta sẽ có tướng nào đây. Không biết tuần này có ra tướng mới không anh em. Tuần 6 ngày tuần này nghe bảo tướng mới mà đến giờ vẫn chưa thấy nhà phát hành lên cái sự kiện gì hết anh em. Nghe cũng hơi hoang mang các bạn, không biết tình hình chúng ta sẽ như thế nào đây. Liệu có ra sự kiện hay không. Nó là một câu hỏi ngang dại các bạn. Hoang mang quá trời luôn. Rồi phải nghe dọn gàng luôn anh em. Sạch sẽ. Tiếp tục bàn 8 nào, tấn công. Trời. Cái tem này anh em đánh nghe đâu nhờ. Odin này. Lượt 2 rồi anh em, ok lùm. Lùm. Kìa. Okay. Mình Odin ạ. À. Mình Odin anh em, đừng thua nữa. Màn 9 tấn công. Ok ra trận nào. Sao bịt mồm, càng đấy, khét đấy. Khét đấy các bạn. Trời hình luôn ui kìa. Hai cháu là lợn hồi sinh được nữa anh em. Ô Odin đấm bay màu Inuyasha nhà mình rồi anh em. Công cao quá mà. Công cao quá bay màu nó đúng rồi anh em. Không gì sai cả nhưng mà nghe đau lòng đấy nhờ. Trời bê ghê. Hồi sinh. Màn thứ 10 anh em tấn công tiếp tục nào. Inu ba cháu luôn anh em gọn gàng các bạn. Tuyệt vời luôn. Thứ 11 tấn công. Tấn công nào, tấn công nào, lượm nào anh em. Lượm nào. BG. Quá sạch các bạn. Màn thứ 12. Sao Inuyasha rồi còn đáng thế. Rồi Nami. Tuyệt vời. Màn thứ 13 anh em tấn công. Ok lại hồi sinh được ạ. Cái này để BG xử lý thôi anh em. Giờ đánh để đợi BG xử lý thôi. Biết mà anh em. Ok hồi sinh được ạ. Căng nhìn mấy chó này hồi sinh biết anh em. Thấy giờ hồi sinh mấy lượt rồi. Màn thứ 14. Nào thì hồi sinh đi. Hồi sinh đi. Cứ hồi sinh đi, không phải lo nghĩ gì đâu bạn ơi. Tiếp tục nào. Màn cuối cùng anh em, màn thứ 15. Tấn công. Sao hay quay Inuyasha ơi.
luôn đi đó, nó gọn gàng các bạn. Xong quả cam nào, 800k nữa cũng đáng đồ anh em, ngon đấy nhờ. Còn theo mình hết điểm không mua được anh em, tức ghê anh em, đã bánh bị đóng cửa các bạn, cái chiến trường nó mãi không chưa đi nên chiến à. Liên chiến à, tấn công nhẹ cái con nào, trời sạch sẽ rồi, cái quá sạch sẽ luôn anh em. Màn tiếp theo là ui giờ bịt mồm, ui giờ bê ghê kinh hoạn. Vâng, chịu nhiệt tốt anh em. Nôm. Ồ, hồi sinh à. Hồi sinh lắm thế. Này thì hồi sinh em, này thì hồi sinh các bạn. Ok anh em, nói chung thì video sáng nay thì cũng cập nhật qua tình hình quả cát sự kiện vui chơi thế thôi anh em nhé. Clip kết thúc ở đây. Hẹn anh em ở clip theo của mọi người thêm video kênh từ đường phố rất nhiều. Anh em vấn đề hoặc thắc mắc gì vào lòng comment thì video tôi sẽ tổng hợp và trả lời anh em video theo giờ thì. Bye bye.